đây là vườn cây ở Mỹ nè các bạn. Cây này là cây Buddha hen, cây Phật phủ nè, nghe nó rất là tốt. À, chỉ có 34 chân. Rộng lắm các bạn ơi. À, đây là cái xe của mình. Mình sẽ mua một cây Phật phủ Buddha hen và một cây bưởi đỏ Royal Red. $34. Vườn của mình ở đây bán nhiều thứ. Hello các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube channel của Biển Xanh Ám. Ngày hôm nay mình cũng mua rất là nhiều cây ở Home Depot. Thì giờ mình sẽ cho các bạn xem mình mua được những cây gì. Những cây này rất là bự và rất là rẻ. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem. Bây giờ mình phải đeo khẩu trang vô tại vì mình bị dị ứng mấy cái cỏ ở đây nè các bạn. Mình không có, nếu mà vậy phải uống thuốc mỗi ngày mình không muốn á thì mình sẽ đeo khẩu trang và rửa mũi mỗi ngày nha các bạn. Bây giờ chúng ta đi thôi. Bạn ơi, mình đi hai cái Home Depot hôm nay là cái chỗ mà bán cây cối ở Mỹ á, thì mình mua được một cây táo tàu á các bạn. Ở ta gọi là Chinese jujube, mà cái giống là ly thì nghe cái nói giống này không có ngon, mà cái giống sugar cane rồi mấy giống khác, nhưng mà nó cũng ăn cũng ngon lắm. Và nó rất là cao, mình nghĩ chắc nó cao 7-8 feet gì á, mà rất là rẻ nha các bạn. Đây là cây ghép, đây cây này có giá $54, rất là rẻ đó. Thì mình sẽ để mình coi nó thích, ở đây hơi gió mình sẽ cho nó vô nhà kính cũng được. Thì cái cây táo tàu mà mình mua ở chỗ khu Việt Nam á các bạn, thì nó là sugar cane, thì nó tự thụ phấn được, nhưng mà có điều là nó thì đó nó hơi mắc, nhưng mà thôi mua rồi thì nè, sugar cane jujube, và mình mua tới 120 lận mình không biết á đó. Thì bây giờ mình chiết ra nó, cây nó lùn xuống để mình có hai cây, tại vì trong chậu thì cây cao quá không cần thiết á các bạn, cũng khó mà chăm sóc á. Rồi thì mình mua cái cây đó $54, chút nữa mình sẽ đem vô nhà kính của mình nè. Rồi nó đang có bông luôn các bạn, đây nè, nó đang có bông đó. Rồi bây giờ mình có mua một cái cây rất là lạ, cái này gọi là cây ổi strawberry, là strawberry guava. Red strawberry là cây ổi. Cái trái ổi nó sẽ màu đỏ và nó ăn ngọt ngọt, giống như là ổi mà có trái dâu chậm á. Thì mình trên mạng mình kiếm thì người ta nói ăn rất là ngon. Mình thấy nó lạ cho nên mình nuôi. Cái cây này nó cũng nhỏ thôi các bạn, nhưng mà nó rất là nhiều tán, nhiều dễ thương á. Thì nó có giá chỉ có $34 thôi. Đây, $34 quá rẻ cho nên mình mua chồng. Mình sẽ đem nó vô nhà kính. Nó thích không khí ấm thì nó sẽ cho nhiều trái hơn. Còn cái mấy cây blueberry mình sẽ đem xuống cho ba mình. Hôm bữa mình mua được 2 cây, có trái quá trời, mình sẽ đem xuống miền Nam Cali nha. Chỉ có giá $28 một chậu thôi. Rồi qua đây thì mình mua được 3 cây này. Đó, 3 cây này mỗi cây chỉ có giá là $35 thôi. Cây ở Home Depot rất rẻ. Các bạn biết cây cái thứ nhất cái chậu màu vàng là cây gì? Cây Phật phủ các bạn. Tiếng Anh nè. Tiếng Anh gọi là Buddha hen, giống như là tay Phật á, cái trái chanh tay Phật á. Có giá là $34 ở Home Depot nha. Đó, mình mua trồng, nghe nói á
khi mà bị đau họng á, cắt mấy cái lát chanh củ cây phục phủ á, rồi uống pha nước ấm uống là hết đau. Rồi đây là cây quýt các bạn ơi, cây quýt rất là cao, nó hơi ngã ngã chút, hơi nặng, rất là cao và cũng có giá chỉ có 34 đồng 98. Đây nè, cây quýt nè các bạn đó. Rồi cây cuối cùng là cây bưởi, bưởi ruột đỏ. Đây, cây bưởi ruột đỏ thì cũng có giá là 39 đô thôi. Đây giá nó để đâu, nó để đây nè, 39 đô, rất là rẻ. Mà cây gốc cũng bự lắm nè, cây gốc nào cũng bự hết, rất rẻ luôn. Thì mình sẽ kiếm chỗ trồng ba ẻm xuống. Thì cái khu mình ở nó mát mát á, khu San Francisco nó mát mát, cho nên mấy cây chanh nó rất là dễ sống, hầu như không cần chăm sóc luôn, nó sẽ sống. Mình mua được cây phục phủ này để mình coi nó thích lạnh hay nóng hay là gì đó. Thì nếu mà thích ấm thì mình sẽ cho vô nhà kính, còn lạnh thì mát mát. Thì hai cây này chắc chắn là thích mát mát rồi. Cây quýt nè, đẹp quá ha. Đây cây bưởi nè, rất là đẹp luôn. Lá cây bưởi này đẹp ghê luôn á. Đó. Cây chanh nhà mình nó hơi già rồi. Rồi. Còn ở đây thì mình có cây cây đào các bạn ơi, cây đào để mình lấy đồ mình chấm cho nó. Nó năm nào cũng ra trái, rất là ngon luôn. Ở đây mình có cây cây này là cây lựu các bạn. Mình có chiếc một nhánh nè, để nó ra rễ mình sẽ đem trồng. Cây lựu ở Home Depot bán cũng rất là rẻ. Rồi, ở ngoài sân sau mình có cây tắc khổng lồ. Cây tắc khổng lồ. Mình cũng chiếc một cây tắc nè. Đó, thì để từ từ nó ra. Đó, thì đây là cái khu berry nhà mình, trái rất nhiều luôn, là tất cả các loại rau. Mình có mua một cái cây chanh ở Home Depot đó, 35 đồng, mình sẽ trồng xuống đất, nó cũng có 34 đô thôi. Đó, thì bây giờ mình sẽ đi trồng cái, coi mấy em nào thích cái gì cho nên mình sẽ trồng. Đó, quay cho các bạn xem nha. Vậy là bây giờ mình đi trồng cây rồi, mấy ngày nữa mình sẽ đi chơi các bạn, đi xuống miền Nam chơi. Rồi không biết, để coi ở Home Depot ở dưới có cây chanh số 8 không. Tại nghe mấy chị nói ở dưới miền Nam có cây chanh số 8, nó có 34 đồ thì sẽ đem về nhà trồng luôn. Đó, thì để mình quay cho các bạn xem một vòng ở nhà kính của mình nha. Đó, bây giờ mình sẽ quay một vòng nè. Thì ở đây mình để hai cây me. Hai cây me, đó là me chua. Xong rồi cây kia là cây me ngọt đứng kế bên, cây me ngọt đứng kế bên đó. Mình mua ở Florida có 84 đô một cây thôi, tiền ship 10 đồng. Mình có cây chuối bự, rồi củ chuối nó cũng rất là đẹp các bạn. Đây nó rất là đẹp, mình ăn củ được. Rồi cây cóc của mình đây, cây cóc này ở Florida luôn cũng 84 đô. Còn cây cóc này mình mua lâu rồi, thì bây giờ mình che nắng cho cây cóc. Cây cóc nó không có thích bị quá nóng á, cho nên mình có rất là nhiều trái cóc. Đó, cốc này đẹp nè. Đó, cốc quá trời trái luôn các bạn. Bên kia quá trời trái luôn, quá trời trái. Rồi mình có một cây cốc bự nữa, mình cũng mua ở Florida đó. Gốc rất là bự thì chắc là mình đem xuống cho ba mình trồng dưới đất thì nó sẽ xum xuê ra, chứ ở đây thì nó đang dưỡng sức á các bạn. Trong cái gốc này á, chồng mình thích hay ra đây ngồi ăn cơm. Thì đây cây khế bữa mình mua đó. Đó, mình có đập hộp, các bạn là thích cây đập hộp thì vào xem. Kế bên là cây chùm ruột, mình để tại thấy lá nó giống nhau y chang à, mình để cho vui. Cây hoa mắc cỡ này mình mua 5 đồng khu chợ Việt Nam, giờ nó có nhiều nhánh, mình sẽ đem xuống cho cháu mình. Và có một người cháu nữa thích thì mình sẽ mua ở trên mạng gửi cho một người cháu nữa. Còn mấy cái cây bạc hà vườn mình đầy luôn các bạn, nó mọc lung tung. Cây chanh dây thì nó bị bệnh á, cho nên mình đã cắt hết. Nó còn ở đây ha. Mình đã cắt hết nhánh của nó rồi để cho nó, mấy con nó không còn sống nữa đó. Đây là cây raspberry, cây mâm xôi đỏ. Mình sẽ đem cây này xuống cho ba mình, cho nên cái chậu này mình sẽ
mình sẽ trồng cái cây khác. Rồi, đó là cây nhãn. Bên kia mình có mấy cây thanh long, cây đu đủ. Ở vườn này, cái chỗ này mình chỉ trồng có hành thôi. Cây chanh ngón tay chứ. Mình thấy ở Home Depot nó còn bán một cây á, mà tại nó có gai nhiều mình không có đem xuống cho ba mình được. Với lại nhà có con nít á, ở dưới á, thì sợ tụi nó chạy té. Đó, rồi. Cái cây này là cây mãng cầu á, nó bị bệnh cho nên mình cắt hết lá. Đây là cây táo tàu. Cái lá nó bị gì nè các bạn, thành nó lá nè. Đó. Đó, rồi. Đây là cái vườn nhà mình, một nơi rất là thư giãn. Còn cây cây dâu tầm ăn mulberry nó cũng chưa có trái. Ở đây thì mình có mấy cây rau quế, có hai cây me nhỏ chưa mua trên mạng lúc mà mình chưa có cây me bự. Rồi mình có lá lốt, rau quế rất là nhiều, cà chua nó đang lên. Để mình bỏ cà chua xuống, mấy cây cà chua con nó bỏ xuống trồng. Đây cà chua nó leo rất là nhiều. Rồi, bên này có cây bưởi. Đu đủ là quá trời luôn. Còn cây này cây ớt nè. Cây ớt cây á, mà mình có hai trái để mình sang chậu cho nó. Rồi, có cây ổi nhỏ hơi héo. Rau. Rồi cây, cái cây này là cây xương sâm các bạn. Thì nó leo, mình che nắng là tại dạo này hơi nóng á. Đó, rồi ở đây mình có mấy loại rau quế. Có cây tắc kia, bữa mình mua khu Việt Nam 45 đô. Giờ mình đang chiết có một cây tắc nhà mình nữa. Cái này là dưa leo mà nó hơi bị nóng á, nên mình cắt. Này là mấy cái cành cây tắc á, mình cắt xong mình nhúng bột quế mình bỏ vô, không biết có rễ không. Rồi mình có cây bầu, cây mướp gì đó. Rồi cây lá cẩm đó. Rồi cây trà xanh. Cây trà xanh đó già rồi, 3 tuổi rồi mà chưa bao giờ uống. Rồi có cây dưa leo hơi eo ồ. Rồi đây là cây đu đủ lùng nè các bạn. Rồi lá lốt. Với lại là đây là rau rau diếp cá. Rồi đây là ngò gai. Ngò gai mình dùng đất mà giữ nước. Rồi có một cây khế nhỏ xíu ở đó nữa. Rồi cây ngò ôm, cây nho. Mình cũng có một cây nho đây, mình che nắng cho nó đó, chứ nó bò lung tung. Thì bên này mình có cây lá dứa nè các bạn. Rồi cây xoài đó chắc nó sắp đi phát, để mình cắt coi nó có lên lại không. Tại vì mình lấy nó từ chỗ khác qua đó. Rồi đây là có quá trời rau tía tô, rau thơm. Đây hai cây gấc các bạn. Hai cây gấc mình để đó đỡ, tại mình không có chỗ đó mình để thì nó cũng leo lên rồi. Rồi còn cây đó là cây cây quýt đó. Cây quýt để đem ra ngoài cho nó thích. Rồi. Rồi còn cái này là ngò. Cây ngò Việt Nam á, mình để cho nó có hộp để có gì nó rụng hộp. Ở dưới là có rau má. Có cây nhãn kìa, chờ từ hộp. Rồi đu đủ, đu đủ nhà mình quá trời, chuối cũng nhiều, rau răm. Rồi cây củ kiệu. Còn cái này là cây khế, cây mận chứ, cây mận xanh bữa mình mua á. Ở đây rồi mình có cây mận đỏ trồng từ hộp, nó rất là đẹp, lá nó đẹp lắm các bạn, lá đẹp không ha. Cây mình trồng từ hộp quá đẹp lắm đó. Rồi đây là cái bụi xả. Rồi mình có cây đu đủ trong này luôn, mấy cây chuối quá trời chuối, cây bưởi đó. Rồi quá trời cây bạc hà luôn. Ôi da, cái cây này nó hơi nóng, để mình chuyển chỗ mát cho nó mới được. Rồi đó, rồi ở đây có cây bầu. Này là cây cây đậu á. Rồi cây me, cây ớt. Cây ớt nhiều tuổi, chắc 5-6 tuổi luôn á. Đây rất là cây nha các bạn.
Rồi bụi xả chắc đem xả ra ngoài cho nó mát, tại giờ nó có lạnh đâu. Đó. Thì đây là cái nhà kính của mình che cho nó hơi tối ấy, nhưng mà nó rất là thích như vậy á. Tại trong này nó hơi nóng á. Xả có nhiều cây thì mình đã đem ra ngoài rồi, tại vì nó trong này nó hơi nóng, chỉ phù hợp cho những cây thích nóng thôi các bạn. Đó, thì ở đây mình có cây ổi mua ở Home Depot nè. Chỉ có 30 đô thôi. Để coi chừng nào có trái, nó cũng có bông mà chưa có trái. Rồi cây ổi không hộp mình để kế bên. Rồi cây ổi xá lị mình để kế bên luôn. Rồi cây củ bình tinh để đây. Có một cây cóc nhỏ mình mua, mình có quay video, giờ nó không biết chừng nào nó mới sống lại nữa các bạn. Đó. Rồi ở đây mình có cây là cây này nè. Là cây lá giang với hai cây cà chua để mình sang chỗ khác. Quá trời các bạn hà luôn. Rồi cây chanh ngón tay nãy mình có nói đó. Ở bên này có thêm cây đu đủ nữa, bên kia có cây đu đủ trời. Chẳng lẽ giờ bán cây đu đủ với lại bán cây bạc hà, quá trời luôn các bạn ơi. Đó, thì đó là cái vườn nhà kính của mình. Đó, rất là vui, rất là dễ thương, hy vọng các bạn thích nha. Yeah, đó là một vòng ở nhà kính của mình, hy vọng các bạn thích. Bây giờ mình sẽ đi trồng cây thôi. Oh wow. Mình mua nó về một thời gian ngắn là nó bự quá trời. Ôi da. Hơi lùng. Phải xếp chân lại. Rồi các bạn, giờ chỉ cần lắp đất lại thôi. Nó có trái rồi các bạn ơi. Quá trời trái luôn á. Trái với bông. Mình là đất núi á. Rồi mình sửa nó lại cho nó đẹp. Rồi xong. Quay về chỉ có mình với bầu trời. Đẹp quá. Bạn mình mới trồng xong cây chanh. Cây chanh vàng ở Mỹ. À, nó tên gì đây? Đây cái tên của nó. À, trái quá trời rồi. Rồi, mình mới trồng cái quýt xuống luôn. Rồi, cây quýt. Rồi, cây chanh. Wow, thích nhỉ. Rồi mình chỉ còn cây bưởi nữa là xong. Mình cũng đã trồng được cây bưởi xuống đất rồi các bạn. Cây bưởi này là bưởi ruột đỏ, bưởi của người Mỹ á. Họ ăn á, họ cắt đôi rồi họ múc họ ăn. Đó. Rồi cây quýt và cây chanh. Rồi bây giờ chiều rồi, cho nên mình vô nhà kính của mình đây. Ồ, dâu á. Ngày nào cũng có dâu chín hết đó. Cây này sai quả dễ sợ luôn các bạn. Đó. Rồi.
vô nhà. Còn cái cây ổi, cây ổi gọi là strawberry ổi, ổi dâu á, nó như vậy nè. Nghe mình coi YouTube thì thấy người ta ăn rất là ngọt, có mùi dâu, mùi ổi cho nên mình mua ha. Đây, cái lá nó rất là dày, không có giống ổi thường nha, rất là dày, tại nó lai rồi. Rồi cây táo tàu nè các bạn, cao quá trời cao luôn. Đó, chắc mai mốt ghé mua thêm cây nữa đi, để cho nó thụ phấn. Đó. Rồi, còn cây chanh bàn tay nè, bàn tay nè. Đó, thôi bây giờ tối rồi, đóng. Đó, một ngày của mình là hôm nay mình đi Home Depot, xong mình mua nhiều cây, xong mình về mình trồng. À, tại vì cây chanh nhà mình nó già rồi nên mình mua cây chanh mới. Thì cái cây chanh vàng đó nó hơi có gai một chút á. Rồi lần sau mình sắp đi chơi rồi, khi mình đi chơi về mình sẽ mua thêm cây chanh da xanh á, và không có hộp, với lại mua thêm cây tắc của người Mỹ á, ngọt á, đã về trồng cho vui nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay, và hẹn gặp lại các bạn vào video sau. Bye bye.